Nhung và hôm nay mình ở đây để chia sẻ với các bạn về quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Ngày đến đây thì các bạn sẽ được hỏi là vì sao mình lại tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, đúng không? Mình sinh ra đã mang cho mình dị tật khớp môi hở hàm ếch và điều đó mang lại cho mình rất nhiều khó khăn, và cái điều đấy nó thúc giục cho mình và gia đình mình tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện. Và mình đã có những cái cuộc phẫu thuật nhưng không thành công, và cơ hội đến với mình khi mà mình tìm thấy chương trình hành trình khác của Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam. Mình thật sự cảm thấy rất là may mắn khi nhận được cái tấm vé vàng trị giá 500 triệu. Mình sẽ kể những khuyết điểm trước đây của mình ra nhé. Về mũi đi, mũi là mình bị sập, hoàn toàn không sắm mũi, hai cái mũi bé là hai bên, phần da nữa, mũi là môi trên rất là ngắn và trên đó thì có một cái sẹo do mình vá khe hở môi. Hàm trên của mình bị thiếu xương, hàm dưới của mình bị nhô ra, cho nên là tóc trắng của mình bị lệch và mình trông rất là mạnh. Khi đấy thì mình đã rất là lo lắng không biết là mình có thể hoàn thiện đến đâu, thì mình được nên đi xét nghiệm máu, chụp X-quang, nhận CT, ăn lớp các kiểu. Khi nhận được cái thông báo là mình hoàn toàn có nhiều điều kiện để bước vào cuộc phẫu thuật thì mình rất là vui sướng. Phẫu thuật đầu tiên là phẫu thuật hàm ấy. Mình đã phải nghỉ ăn trước đó là 8 tiếng. Trước khi mà hồng mộ mình phải làm một cái can tiền. Tâm trạng của mình khi đấy mình đang tham quan lên bàn mổ, mình khá là căng thẳng. Làm lên thuyền và mình nhắm mắt lại để khi mở mắt ra mọi thứ đã thông hối hết rồi. Nhưng mà các bạn ạ, phẫu thuật không đau, nhưng họ phẫu thì thật là kinh khủng. Mình đã có những cái đêm không ngủ, không thể nào tự mình ngồi lại được, đầu và vai mình nặng nhĩu. Đó đến điều ngày 2 mà khi mình đã có thể giảm đau rồi, mình đi xuống đường, mình tập đi lại thì tim mình đã đập như chưa bao giờ đập, và mình cảm tưởng như là mình thêm một phút nữa mình đứng nữa thôi thì mình sẽ sập ngay, nhưng mình không thể sống được nữa. Khi ấy mặt mình rất là sưng, cực kỳ sưng, phần trán thì hai cùng hai bên, đặc biệt là cái môi. Nó thật là kinh khủng khiếp, phù nó như là một cái xúc xích vậy á. Mình không thể nào ăn uống bình thường được, mình phải ăn cháo xay nhuyễn, ăn bằng ống yên. Mình thật sự đã phải nhờ đến những điều dưỡng ở bệnh viện cũng như người bị khớp môi hở ếch như mình. Mũi mình lại là mũi cao, mũi sập, mũi sập như thế hoặc là không có sống mũi như thế mà nâng được như thế này, rất là phục bác sĩ luôn. Còn phẫu thuật lần thứ 3 của mình đó là làm mắt và lấy mỡ. Mình đã lấy mỡ ở vùng đùi để lấy mỡ lên phần trán và phần thái dương. Khi mà lấy mỡ thì mình cảm thấy như mình massage vậy á, chứ không đau đớn gì hết. Và đây là cái khuôn mặt của mình sau 2 tháng hồi phục. Về phần mũi của mình đây và phân hàm gì đây, các bạn có thể thấy ai nhìn mình cũng cảm thấy là con bé này có một hàm rất là xuất sắc. Hiện tại thì mình đã đạt được ước mơ để trở thành một người có ngoại hình bình thường, đã đủ tự tin để làm những gì mà trước nay mình chưa từng làm, chưa dám làm, không có nhiều can đảm để làm. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi.